bạn đã biết, tỏi là một gia vị đời thường mà chúng ta dùng hàng ngày khi mình nấu ăn. Nó có màu trắng và vị rất nồng. Ở hình dạng bình thường thì nó đã có rất nhiều công dụng rồi. Và sau này khi chúng ta lên men thì tỏi sẽ biến thành màu đen và chúng ta thường hay gọi là tỏi đen. Từ đó loại gia vị này càng ngày càng có thêm nhiều giá trị cho sức khỏe của chúng ta hơn. Không cao siêu như các bạn nghĩ về cách làm ra tỏi đen, mọi thứ rất đơn giản chỉ trong một chiếc máy như thế này đây. Và ngày hôm nay Trang sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc máy làm tỏi đen đa năng Michio. Đập vào mắt chúng ta đầu tiên chính là màu đỏ đô nổi bật, kết hợp với đó là màu đen giúp tạo điểm nhấn cho máy. Khi mở nắp ra, các bạn có thể thấy có thêm khay đựng được chứa bên trong lòng nồi. Khay đựng với hai tầng chuyên dụng bằng nhôm chống oxy hóa, dùng để chúng ta đặt tỏi vào. Lòng nồi bằng nhôm phủ chống dính, hạn chế dính cháy với dung tích là 5 lít. Ở phần nắp đậy, ta có nút ấn mở tiện dụng và lỗ thoát hơi dành cho quá trình lên men tỏi. Bên cạnh đó, bảng điều khiển in nổi rõ ràng, các nút chức năng không quá nhiều để bạn dễ dàng hiểu được cách sử dụng. Như các bạn thấy trên bảng điều khiển, bên trái là hình củ tỏi một nhánh, còn bên phải là hình củ tỏi nhiều nhánh mình vẫn hay ăn. Tương ứng với việc bạn làm loại củ tỏi nào thì sẽ chọn hình ảnh tương ứng với loại củ tỏi đó nhé. Điểm đặc biệt của chiếc máy này đó là nó có thêm chức năng sấy trong 2 giờ. Có chức năng này thì sẽ rất tiện lợi cho bạn, bởi sau khi lên men mà tỏi vẫn còn ướt, bạn chỉ việc nhấn nút có biểu tượng số 2 này. Máy sẽ giúp bạn sấy khô, dẹp bỏ đi công đoạn phiền phức đó là chúng ta phải bày biện mang đi phơi nắng mà lại còn mất thêm thời gian chờ đợi nữa. Với công suất 90W, máy cho nhiệt độ khi lên men dao động từ 50 đến 80 độ. Thời gian lên men đối với tỏi một nhánh sẽ là 12 ngày, còn đối với tỏi nhiều nhánh sẽ là 8 ngày. Nó tiết kiệm rất nhiều thời gian so với bình thường, bởi vì bình thường thì thời gian lên men sẽ khoảng từ 30 đến 60 ngày để tỏi có thể biến thành màu đen. Còn bây giờ, không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, Trang sẽ thực hiện chi tiết quá trình hô biến tỏi trắng thành tỏi đen nha. Với chiếc máy này thì chúng ta có thể làm tối đa là 1kg, vì vậy cho nên Trang đã chuẩn bị sẵn 1kg tỏi một nhánh. Khi mua về, nếu như tỏi bị khô, các bạn nên ngâm qua với nước trong 30 phút. Còn tỏi đang tươi như Trang đã chọn thì các bạn có thể ngâm qua với bia trong 10 phút nếu muốn tỏi được dẻo và ngon hơn. Sau khi để tỏi được ráo nước, mình sẽ xếp tỏi vào chiếc khay này, xếp đều cả hai ngăn luôn. Xong tất cả, mình cho khay tỏi vào nồi rồi đậy nắp lại. Và giờ là điều chỉnh để khởi động quá trình lên men. Đầu tiên, chắc chắn là phải nhấn vào nút nguồn. Các bạn nên nhấn giữ khoảng 3 giây để đảm bảo máy về chế độ ban đầu. Vì là mình làm tỏi một nhánh nên mình sẽ chọn nút biểu tượng này nhé. Trên đồng hồ lập tức hiển thị thời gian còn lại bao nhiêu để cho bạn tiện theo dõi. Ở đây là 12 ngày với tỏi một nhánh. Sau đó là mình tiếp tục ấn nút nguồn một lần nữa để máy bắt đầu hoạt động. Xong rồi, và việc còn lại của chúng ta đó là sẽ chờ đúng thời gian để tỏi lên men. À, và hãy lưu ý giúp Trang đó là đến ngày thứ 2 khi lên men thì máy sẽ dừng hoạt động và không cung cấp nhiệt nữa. Điều này không phải là do máy bị hư đâu nha. Sáng đến ngày thứ 3 thì máy sẽ hoạt động trở lại bình thường của chu trình lên men. Và bên cạnh đó, nếu như nhà chúng ta bị cúp điện thì máy sẽ có chế độ ghi nhớ trong 24 giờ. Nếu như cúp từ 1 đến 2 tiếng thì sau đó máy vẫn sẽ tiếp tục quay trở lại hoạt động chu trình một cách bình thường. Khi chu trình lên men kết thúc, bạn cần kiểm tra xem tỏi đã lên men chuẩn hay chưa. Với tỏi hoàn thành, lớp vỏ sẽ cho màu vàng đồng, khô ráo, bên trong màu nâu đen, có độ bóng. Trường hợp nếu tỏi làm ra hơi ướt thì bạn hãy sử dụng chức năng sấy khô trong 2 giờ như Trang đã giới thiệu ở đầu. Còn nếu như trường hợp tỏi làm ra mà chưa ngả màu đen nhiều thì chúng ta hãy thao tác cài đặt lại từ đầu rồi chờ đợi thêm 1 đến 2 ngày nữa là được nhé. Nếu như theo đúng quy trình thì phải sau 12 ngày mới có thành phẩm cho các bạn xem được. Vì vậy ở đây Trang xin phép được khoe tỏi đen mà Trang đã làm từ trước nhé. Màu sắc thì Trang thấy đúng chuẩn, để Trang thử xem vị của nó như thế nào. Khác hoàn toàn với tỏi trắng có vị hôi và hăng, nó có vị ngọt ngọt, khá giống như khi chúng ta ăn hồng khô vậy. Và không phải tự nhiên mà người ta dành sự quan tâm cho tỏi đen. Nó có rất nhiều công dụng có thể kể đến như tăng cường khả năng miễn dịch, chống ung thư, bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, cao huyết áp, vân vân. Thế nên sẽ rất tốt nếu như mỗi ngày chúng ta ăn từ 2 đến 3 củ tỏi đen, còn với người già thì sẽ ăn từ 1 đến 2 củ. Đặc điểm nổi bật của máy làm tỏi đen đa năng Michio MK54. Máy làm tỏi đen đạt tỷ lệ thành công đến 99,99%, làm được tỏi một nhánh và nhiều nhánh. Dung tích 5 lít, làm được 1kg tỏi trong một lần. Thời gian lên men tỏi từ 8 đến 12 ngày, có chức năng sấy khô 2 tiếng sau khi kết thúc chu kỳ làm tỏi. Lòng nồi bằng nhôm, chống dính bền bỉ, an toàn và khay đựng tỏi 2 tầng chuyên dụng dễ dùng. So với cách làm tỏi đen bằng nồi cơm điện, vừa bất tiện lại dễ hư hỏng luôn cả nồi cơm điện, thì việc chúng ta trang bị cho mình một chiếc máy làm tỏi đen chuyên biệt như thế này thật sự rất tiết kiệm cho chúng ta, phải không nào? Và nếu như các bạn yêu thích chiếc máy làm tỏi đen Michio mà Trang vừa giới thiệu, đừng quên gọi điện đến tổng đài 1800 1061 hoặc truy cập vào website điệnmaysanh.com để đặt hàng và được giao hàng tận nơi miễn phí các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.